Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài V10. Các quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts để tường thuật lại lễ Tết Trung Thu năm 2016 do cộng đồng người Việt cùng với Tổng hội sinh viên và văn phòng Thăng Long tổ chức. Và Trường Giang có ghi nhận một số hình ảnh sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, khi rằm tháng 8 về, mùa Trung Thu lại đến, mùa Tết của trẻ thơ, lại nhắc cho chúng ta những hình ảnh chú Cuội và chị Hằng Nga trong bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một giấc mơ, và những chiếc lồng đèn đa dạng màu sắc, tiếng vui cười của trẻ thơ trong đêm Trung Thu và những chiếc bánh Trung Thu ngon ngọt. Tuy những hình ảnh ấu thơ của ngày Tết Trung Thu chỉ còn là ký ức của những đồng hương đang sinh sống tại hải ngoại, nhưng trong tinh thần bảo tồn những phong tục đặc sắc của Việt Nam, cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts hàng năm đều tổ chức một ngày lễ Tết Trung Thu cho các em trong cộng đồng chung vui và tạo cơ hội học hỏi thêm về ngày Tết Trung Thu. Đến cùng với gia đình tham dự Tết Trung Thu năm nay là chị Thảo Nguyễn. Chị cho biết chị rất vui khi cộng đồng tổ chức những ngày lễ như Tết Trung Thu. Thảo thấy là rất là hạnh phúc tại vì cộng đồng Việt Nam của mình qua đây lại để mà gặp nhau, để mà chơi. Con Thảo rất là thích qua đây chơi tại vì nó 4 tuổi thì nó thấy tờ giấy rồi kéo rồi màu tô thì nó là ngồi đi một tiếng đồng hồ để mà làm một cái lồng đèn Trung Thu. Mặc dù năm nay Tết Trung Thu được tổ chức sớm hơn mọi năm, vì lý do thời tiết và lịch trình trong cộng đồng, chúng tôi nhận thấy ngày Tết Trung Thu đã được các bạn thiện nguyện viên đến từ Tổng hội sinh viên và văn phòng Thanh niên Thăng Long chuẩn bị một cách khá chu đáo. Ngoài các trò chơi kéo dây, nhảy bao bố, làm lồng đèn, thi đua ăn dưa hấu, đặc biệt năm nay, Sở Cảnh sát của thành phố Boston đã tuyển nhân viên huấn luyện K9, chó nghiệp vụ để trình diễn trong ngày Tết Trung Thu. Không thể thiếu trong ngày Tết Trung Thu là những màn trình diễn múa lân và võ thuật được các em môn sinh của trường võ thuật cổ truyền Bình Định thực hiện. Em Tấn Nhật Việt An chia sẻ về ngày Tết Trung Thu như sau. Giống như ngày lễ Trung Thu thì hàng năm cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts đều tổ chức cho các em thiếu nhi. Thì em cũng rất, hồi đó em ở bên Việt Nam thì em cũng nhớ lễ Trung Thu cũng rất là vui. Thì có bánh Trung Thu với các lồng đèn, thì có lễ hội lồng đèn như là làm cái hình lồng đèn ngôi sao từ cái mấy cọng dừa. Rồi làm cái hình đồng đèn là sao như hình con gà hay gì đó rất là đẹp, em nhớ đến điều đó nhất. Anh võ thuật Bình Định thì tụi em cũng góp vui với cho cộng đồng là bài những bài quyền biểu diễn và dừng lại cho mấy học sinh nhỏ có thời gian để vui chơi với để biết được cái Tết thiếu nhi của mình của Việt Nam. Anh Khoa Phạm, liên lạc viên từ văn phòng thị trưởng, cũng đã có mặt từ sớm. Anh cho biết về ngày Tết Trung Thu năm nay. Hôm nay đến chung vui với cộng đồng trong những cái ngày vui của cho trẻ em, giống như là Trung Thu là ngày vui của trẻ em, thì người lớn thì có Tết, thì trẻ em có cái ngày Trung Thu. Thì hôm nay rất là vui, ngày rất là đẹp, hơi nóng nhưng mà rất là đẹp, cũng không có nực lắm. Thấy những em ra chơi những cái kéo co, rồi làm lồng đèn, rồi ăn watermelon contest, rồi thấy những anh thanh niên chơi volleyball sáng giờ thì rất là vui. Hút liền năm sau thì nhiều người càng ra chơi chung vui với cộng đồng. Chương trình tường thuật cho đài P10 từ thành phố Dorchester. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.